Chào mừng quý vị đến với chương trình giảm béo không phẫu thuật cùng Dr. Vincent. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái điều trị thon gọn vùng đùi trước bằng công nghệ CF Slim với công nghệ 2ENT tăng cơ giảm mỡ mà không phẫu thuật. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện nhé. Ở đây là khách hàng nữ thì chúng ta sẽ vào giao diện dành cho phụ nữ và điều trị vùng đùi trước, tế bào cái biểu tượng này. Và chúng ta chỉ cần là nhấn Ready và Start. Sau đó chúng ta có điều chỉnh cái mức năng lượng tùy theo cái mức chịu đựng của khách hàng. Thì ở đây thời gian điều trị cũng là 30 phút cho một lần làm. Và tổng cái số lần điều trị trong một liệu trình cũng là 6 lần điều trị. Và thời gian để điều trị trong 6 lần này nó là 2 tuần. Bây giờ chúng ta sẽ xem điều trị nó như thế nào. Thưa quý vị, chỉ sau 30 phút điều trị thon gọn vùng đùi với cái công nghệ CF Slim, chúng ta đã có một cái cặp đùi thon gọn giảm mỡ và săn chắc như mong muốn.